Chào tất cả các tình yêu. Bây giờ thì mình cũng là anh chị em trường trung học cơ sở Tân Bình A đang trên đường đến với lại chợ Bình Cái Răng, một nơi tuyệt đẹp của đây các bạn ạ. Bây giờ thì mình sẽ mời các bạn cùng mình để chiêm ngưỡng chợ nổi Cái Răng qua màn ảnh nhỏ nhé. Mời tất cả mọi người bắt đầu cùng chúng ta. Đây là các anh chị em trong đoàn trường trung học cơ sở Tân Bình A. Như thế nào nhé. Thank you.
nhiều đoàn thuyền của khách du lịch đang tấp nập, khi họ đang quay ra nhá. Bây giờ thì chị em ở đoàn trường mình đang đến chợ nổi Cái Răng. Mọi người hãy cùng mình xem qua màn ảnh nhỏ để mọi người thấy là cái chợ nổi Cái Răng nó diễn ra như thế nào nhá. Gần đến nơi rồi mọi người cố gắng đợi một lúc nữa nha. Sắp đến nơi rồi. Nơi mà có nhiều những chiếc thuyền nhỏ đang lênh đênh trên sông thì chính là chợ nổi mọi người nha. Lấy cát sỏi nhiều nhỉ.
Nhìn cũng gần mà xa hết rồi. Chắc là mãi kia cơ. Qua cầu, Tuấn Anh bảo qua cầu chứ qua kia mới đến. Bún riêu, bún riêu. Hết bún rồi. Hết bún vẫy rồi. Bye bye rồi. Cả bán bún riêu trên thuyền nó còn cười nhỉ. Đây là trả lời cái đó mọi người ơi, đây mình đến xin nhìn cái trả lời cái đó. Quay cái phí nó chụp, bà quay phí chụp cái bà kìa. Bà đang live stream có chị đi với chị. Xe nào? 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 Xe
thấy mỗi nửa người thôi. Mỗi người lên một cái đi nào. Hà xong rồi, Hà được rồi, xuống. Hai người lên một đi. Đấy. Rồi xuống đi để. Ừ. Hà nhanh lên mỗi người cái. Lao lên đi, lao lên đi. Một phần đấy. Bình tĩnh, bình tĩnh. Rồi xuống đây, xuống đi, nhanh lên. Ai được nhanh xuống. Nhảy đại đi à? Nhảy đại đi cùng. Cứ nhảy đại đi, được cái cảnh là được. Ok ok, xuống đi thôi. Nhảy đại mà. Nhảy đại, nhảy đại. Từng người một nó không tranh nhau, nó không bị tắc đường. Anh đang sống. Ok rồi chị ơi, xuống đi. Ok còn gì? Xếp hàng, xếp hàng. Ok là bị kẹp. Chị còn một cái thôi. Chị còn một cái thôi. Đừng ngoài tham hai đá hả? Ok ok ok. Hết lần lượt thấy nó còn được. Hết đúng rồi. Mọi người ơi, chúng ta đang chuẩn bị cái răng rồi. Đây đây, chờ lùi cái răng nha. Nào, cô xem lên đây em ạ. Cô à, cháu đi cùng đoàn trường Tân Minh ạ. Bon xem lên kiểu bon xem, bon xem. Nhưng này. Chị ơi, chị yêu cầm cho em cái này dơ lên lưng em. Quay của em, em may đổ mặc cái áo vậy. Chị cứ dơ lên. Cái chị yêu của em đang uống nước dừa. Ở đây không? Đang uống nước dừa, mưa tại đây. Đang uống nước dừa nha. Mưa tại đây là chị. Mười nghìn quả, mười nghìn quả ngọt quá. Mười nghìn quả, rất ngọt, rất ngọt, rất ngọt. Mua tại quyền để đang bán đấy. Người nhìn này, lấy chợ nổi, người ta bán các cái đồ này. Hưởng thực đi nữa. Hướng ơi, quả tớ đâu, hai quả đâu, Hướng ơi. Vừa chợ nổi, trái răng nha, ngọt lắm. Ok, mười nghìn quả thôi. Mười nghìn, mười nghìn. Ra đây đi. Đây mọi người ơi, nhìn này. Ở đây Huyền nè, cháu cảm ơn cô. Cảm ơn cô ạ. Chúc cô có một ngày thật nhiều may mắn. Đây mọi người nhìn ở chợ nổi nha. Các bạn Huyền vào bán hàng. Đấy, họ bán hàng trên chợ, trên sông nước. Các cái Huyền bán hoa quả. Hai quả gì ạ? Hai quả. Đấy, trời ba quả bán. 10.000 một quả dừa xiêm cực ngon mọi người ạ. Một quả đây. Ôi rồi, nó phụt lên. Nhiều nước cực kỳ luôn. Hôm nay tắm nước dừa làm gì đó. À chị là chị gì? Đây là em gái xinh đẹp của mình này. Em đang mua quả. Em uống thử đi xem ngọt không em. Đây 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 đây, hai quả đây. Ngọt không? Dừa đây ngọt không em? À đấy, dừa ngọt cực kỳ mọi người. Em đấy mọi người, Huyền mình thi nhau mua đấy. Đây. Ok em yêu. Chị yêu ơi, mua dừa chưa? Rồi. À, ra để mua hoa quả bây giờ đây. Rất là nhiều. Các loại hoa quả. Các loại hoa quả. Bon chôm chôm xoài. Năm roi bưởi da xanh. Măng cụt này. Dừa xiêm. Măng cụt đó là nhỉ? Rất là nhiều các loại hoa quả bon bon. À, các đồng chí muốn mua cái gì thì mua. Tuyệt vời luôn. Tuấn ơi. Đi rồi à? Qua rồi à? Đi rồi. Đây này mọi người ơi, chúng ta tiếp tục bây giờ đi nhá. Nhà Cô Nhung ơi. Cô à? Sao không muốn? Nếu chị không lấy được cái đặc thù ở chợ. Lấy rồi à? Chào bạn Thúy xinh đẹp. Thúy ơi, bọn mình đang đến với lại chợ nổi cái răng. À, lại cho quả thôi. 10.000 một quả cực ngon. Chị yêu của bạn phải về trước từ hôm qua rồi, vì là về để có cuộc họp ở xã. Thì anh cả với lại chị yêu với bạn Loan phải về trước để dự cuộc họp của huyện hôm nay. Một quả cái tiền rồi đấy ạ. Tiếp tục nha, bon bon nha mọi người ơi. Quà đây
mọi người anh nhìn này. Tôi nước kìa. Con làm quả mà lên cái thở để bóp con này. Mua mít đâu lên đi. Một trái dừa. Cái quả gì ôi xoài gì mà đẹp thế nhỉ? À mít đâu nữa đây. Dạ ơi mua mít đâu nữa đây dạ ơi. Lấy hai quả. Cô cho anh quả nữa, hai quả. Ăn thôi. Con ơi, nhanh hết đi sống duyên cho con ăn. Người lại tiền cô ơi. Anh uống đi, anh uống đi. Để cái kéo nó rơi đây. Cái nó rơi. Ba khoảng trăm ngàn em ăn thì muối đi chị muối nhiều chứ bự bốn trái rồi mà cứ già tao lấy gì ăn cứ trái rồi nghe mít tôi lứa bao tiền quả ba trái 100 ngàn chị em bao bạn trăm bao ăn trăm nghìn bốn trái như vậy với nó bán gì nào trăm nghìn bốn trái bán 7-8 trái 100 ngàn à mà lên nó có 2 bao muối rồi sao mà lấy có thể muối để bọn chị ăn thử xem mít tôi lứa nó như sao bán đi để bọn chị ăn thử đấy nhá. Chị ơi, mua đi có mà tiền gì? Mua đi em sẽ đi mua. Con thử đây đây bán đi là cô mua. Đó, con mua con nó hết. Để thử đi chị đừng mua. Em ăn đây nhìn cái tô lứa này. Cực kỳ nhiều muối luôn nhá. Ngon nó. Mà thử đi, qua thử chưa? Chị không thử đâu. Cảm ơn em. Bên là chơi nhá. Con vứt ngay dưới sông à? Vứt cho cá lan. Vứt cho cá lan. Các bạn người nhìn cái tô lưỡi này. Eo ơi, quả này đọc tí muối. Đây cái muối quả này. Quả này là muối rồi. Quả đấy. Quả này là muối rồi. Quả này là muối rồi. Chuyện dứa này cũng là nhiều quả lắm. Phương Phương có định thử muối ăn gì không? Để Phương mua được không? Phương Phương chị Hoa thử muối là Phương. Phương Phương thử muối ăn gì không? Để mua mít mật đâu? Mít tàu lưỡi. Mít tàu lưỡi. Quên lưỡi. Hai chuyện này lấy cho mọi người ăn vào rồi. Chị quay đây, chị ơi. Cho mọi người nhìn mít tàu lưỡi. Ngon. Chị thấy cái hạt của nó nhỏ ngon cực. Lấy cho cô cái quả nào nó tròn chị mà còn quay quay cái làm dưới hơn. Mít tàu lưỡi ngon anh đưa cho mọi người ăn đi em ơi. Đây là các mẹo đấy. Đây rồi. Mọi người đây chính thức là bắt đầu đã trở lùi. Mời các bạn ăn mít nha. Mời các bạn ăn mít. Ăn đi em ơi. Mời chị ăn đi. Ăn 5 kg 100 ngàn cái khẩu ăn đi. Ăn đi đấy. Dài không một. Đây chính thức là đến chợ lồ rồi. Quyền bán hàng tấp lập các loại hoa quả, xoài, mít, tô lưỡi, sầu riêng, bò non rồi là chôm chôm măng cụt và các quyền người ta ghé vào mình để bán hàng luôn. Xoài to đúng rồi, xoài to lắm, xoài đẹp. Đây các cô ơi, chị Dương, chị Dương trao đổi đi ạ. Đấy. Đúng không được vào đấy. Trả lời đây những chiếc thuyền to này chỉ bán cho người buôn thôi ạ. Những cái chiếc thuyền to đùng này là người ta chỉ bán người buôn của sản xuất này. Còn lại những chiếc thuyền nhỏ này bắt đầu là người ta sẽ mang
hàng đến cho các cái thuyền viên. Không phải không có quả thì khác là các cô ơi. Anh ơi. Cô lốt đây này. À đây là từng nước từng nước. Cháu ơi, cháu ăn đi. Đi ơi. Các bạn nhìn cái tàu đây. Bú sữa. Mọi người nhìn roi này. Roi nhá. Sữa này. Măng cụt, măng cụt 3kg 100 ngàn măng cụt. Măng cụt 3kg 100 ngàn nha. 1kg 50, 5kg 200. Rồi, rồi thì to lắm rồi. Chữ nghe biết không? Cuối ngồi chữ chữ luôn rồi nha. Chào em Lam xinh đẹp. Bú sữa to cực kỳ. Rồi này, sữa này. Không à? Cái này rồi này à? Không không. Để họ vứt mình theo kia nổi đấy. Đây là câu khớp lốt quả khớp lốt rồi hạt khớp lốt to quá mình chè nó cái nhà em sẽ đẹp em sẽ đẹp rồi anh rồi em xin cái đấy thế nó chỉ có một lửa cái đen cả anh ơi còn em đi thôi hết lốt gì ạ hết lốt hết lốt hết quá thì em đi chè đấy à vậy quả cái quả thì vàng vàng nhỉ quả nhàn xuồng ồ hay thế nhỉ quả nhàn xuồng là quả này quả nhàn xuồng hay được gọi là vàng vàng đấy trên 100.000 cân đấy chị yêu ạ măng cụt nó tươi chị Hải mua măng cụt các loại hoa quả các bạn cốt lốt này dừa nước này măng cụt này mỗi một thuyền chở một loại thì lúc đấy thì chở có cả quả dừa nước hạt dừa nước không nhỉ xin quả ăn thử chú ơi lấy đây còn mang bự ra sáng thì ăn tí mấy con mua rồi tính con ba thuyền đấy, thuyền bán vé số bạn ơi, vé số cũng bán trên thuyền luôn. Ủng hộ vé số cho tôi mượn cái giấy đi. Tiền mua đi, vé số để vé ủng hộ chung thuyền xuống tỷ. Lĩnh là thấy bảo là lĩnh ở chỗ ấy nhiều mà. Quả nhàn xuồng này đây quả nhàn xuồng dưới sữa đây nghe mấy câu coi dưới sữa nha bao tiền cân vú sữa đây bao tiền cân dưới sữa bao tiền cân nữa bác ơi thử quả vú sữa xem nào bao tiền cân nữa bác tiền cân vú sữa bao tiền cân à
1 kg 50, 5 kg 200. 1 kg 50 mà 5 kg thì 200. Mua 5 kg thì 40, mà mua 1 kg 50. Lại mua chôm chôm chưa? Không mua chôm chôm hết, chôm chôm rồi còn đâu. À mua ăn cừu đi. Ngon không? Ôi, này này sụn sụn bên trong giống hết sân dục. Hết sân dục rồi. Đấy mọi người ơi, mọi người thấy trả lời này có đặc biệt không ạ? Tất cả mọi thứ đều diễn ra trên sông nước. Đáng vậy thì có cả quán bún riêu trên sông nước này. Tất cả các loại hoa quả các bác ở trong khu dân đều mang ra trên sông nước để bán rất là hay. Và đặc biệt là hoa quả đây cực kỳ tươi ngon luôn. Mít tô lữ bọn mình vừa mua ăn tại trên thuyền ngon lắm. Và roi này, măng cụt này, nhãn thôi, tất cả đều cực kỳ tươi ngon. Đây bây giờ lên thuyền, lên xe đâu chị, dốc lại xuống mà. Vâng, đây bây giờ lên thuyền đâu, lên thuyền. Đây là nơi dừng chân ở Trần Lạc. Thu đi đâu là cũng thế. Đấy, mọi người thấy hoạt động diễn ra trên trần ở cái đây đâu có tay số còn nhà lái tất cả mọi người tao cái tàu này đúng không? Đấy mọi người ơi, tuyệt vời đúng không? Chứ tao lo về tàu đấy nhá. Tàu ở vị trí này, khi nghe đọc bài số thì mình quay về đây giùm em. Lúc đó là người ta xuống tàu hết rồi, tụi mình lên mình đó. Còn đây là bến đậu ở trên chợ nổi. Cái gì mà đặc biệt này nhỉ? Hủ tiếu à chị yêu ơi? Cái gì đây? Hỏi họ, chị có biết không? Cái này là cái gì vậy? Hủ tiếu tươi vậy? À hủ tiếu tươi. Đây là hủ tiếu tươi mọi người này, đặc sản của miền Tây đấy, đặc sản của Cần Thơ. Đứng ngay chỗ này, đứng này là trong được trong. Hủ tiếu chiên này. Đấy mọi người thấy hủ tiếu chiên này. Ở đây tất cả đặc sản là hủ tiếu này. Chị hái thử không này? Hủ tiếu đấy, thử đi, hủ tiếu chiên. Đây mọi người, hủ tiếu chiên. Hủ chiên đấy mọi người thử. Gọi là hủ tiếu thì thực ra nó là cái mì ấy. Mì ăn giống với mì vàng. Nó gần như con cấy. Đúng rồi. Này, ngon cực mình. Đây trẻ con thích đấy. 50k một túi, một túi này á. 50k. Mua 10 tặng 1. Có hái thì cày. Rồi. Nó giống con cháy này. Nó là mì chiên. Trên này có, trên thuyền này có cả lò kẹo dừa này, hủ tiếu này, có rất nhiều cái bia đặc biệt ở trên cái đây là bến đậu trên thuyền nhé. Đây là hải sản lội. Bây giờ thì mọi người ra đây xem lò kẹo dừa bên này nhé. Đấy, còn đây là hủ tiếu này. Ở đây rất nhiều hủ tiếu luôn mọi người. Còn đây là lò kẹo dừa này. Lò sản xuất kẹo dừa trên thuyền. Rất là tuyệt vời. Xin chào tất cả mọi người nha. Xin chào tất cả các tình yêu. Đến bây giờ thì mình xin được tạm dừng cái livestream ở đây.
Đến đây thì mình đang ở trên sông, mọi người đang chiêm ngưỡng chợ nổi và đến đậu trên chợ nổi. Hy vọng rằng mọi người sẽ có một chuyến đến với chợ nổi ở Cái Răng, một nơi cực kỳ thú vị, và ở đến đây có cảm giác là cực kỳ là thích mọi người ạ, rất tuyệt vời. Một cái nền văn hóa vô cùng đặc biệt của vùng sông nước, đó là chợ nổi Cái Răng, rất là tuyệt vời. Xin chào mọi người, chúc mọi người có một ngày thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chào, yêu tất cả mọi người.